Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên thứ 21. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân năng lực Ngài, vua sẽ vui mừng. Tại vì sự cứu rỗi Ngài, người sẽ khoái lạc biết bao. Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, không từ chối sự gì môi người cầu xin. Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người, đổi trên đầu người mão triều bằng vàng ròng. Người cầu xin cùng Chúa sự sống, Chúa bèn ban cho người, đến đổi ban cho người ngày lâu dài đời đời vô cùng. Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn thay. Chúa mặc cho người sự sang trọng oai nghi. Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa. Vì vua tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, nhờ sự nhân từ của Đấng Chí Cao, người sẽ không rúng động. Tay Chúa sẽ tìm được các kẻ thù nghịch Chúa, tay hữu Chúa sẽ kiếm được những kẻ ghét Ngài. Trong lúc Chúa nổi giận, Chúa sẽ làm cho chúng nó như lò lửa hừng. Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng nó trong khi nổi thạnh nộ, và lửa sẽ thiêu đốt họ đi. Chúa sẽ diệt con cháu chúng nó khỏi mặt đất, và dòng dõi họ khỏi giữa con cái loài người. Vì chúng nó đã toan hại Chúa, sinh mưu kế mà chúng nó không thể làm thành được. Chúa sẽ khiến chúng nó xây lưng, sửa dây cung Chúa lẫy mặt chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài, thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài. Chương 4. Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn dân. Kỳ thật không phải chính Đức Chúa Giê-xu làm phép báp têm nhưng là môn đồ Ngài, thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê, và Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri gọi là Si-kha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhân đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu, một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng: ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Sa-ma-ri sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa: hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa: lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng: tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán: ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng: lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết.
vì sự cứu rỗi bởi người Giuđa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng Đấng Mêsi, nghĩa là Đấng Christ phải đến. Khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta, người đang nói với người đây, chính là Đấng đó. Khi đó môn đồ tới đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà, nhưng chẳng ai hỏi rằng Thầy hỏi người ấy điều chi hay là sao Thầy nói với người. Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu. Song le môn đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng, thưa Thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng, ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng, có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giêsu phán rằng, đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời. Hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây người ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng, Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng, ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Khỏi 2 ngày ấy, Đức Chúa Giêsu từ đó đi qua xứ Galilê, vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình. Khi đã đến xứ Galilê, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Jerusalem trong ngày lễ, vì họ cũng có đi dự lễ. Vậy Ngài lại đến thành Cana, trong xứ Galilê là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Capernaum có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bệnh. Quan đó nghe Đức Chúa Giêsu đã từ xứ Giu-đê đến xứ Galilê bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin. Quan thị vệ trả lời rằng, lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Giêsu đã phán cho mình bèn đi. Người đang đi dọc đàn, các đầy tớ người đến đón mà rằng, con trai chủ sống. Người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhầm giờ nào. Họ trả lời, bữa qua hồi giờ thứ 7 cơn rét lui khỏi. Người cha nhận biết rằng ấy là 9 giờ đó Đức Chúa Giêsu đã phán cùng mình rằng, con của ngươi sống, thì ngươi với cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ 2 mà Đức Chúa Giêsu đã làm khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Galilê. Chương 41. Cách 2 năm sau, Pharaoh nằm chiêm bao thấy mình đứng bên bờ sông. Này đâu dưới sông đi lên 7 con bò mập và tốt ăn cỏ trong bưng. Rồi này 7 con bò khác xấu dạng gầy guộc ở dưới sông đi theo lên sau, đến đứng gần các con bò trước trên bờ sông. 7 con bò xấu dạng gầy guộc nuốt 7 con bò mập tốt. Pharaoh bèn thức giấc. Vua nằm ngủ lại, chiêm bao lần thứ nhì thấy 7 giá lúa chắc tốt tươi mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó 7 giá lúa khác lép và bị gió đông thổi háp,
mọc theo bảy giá lúa kia. Bảy giá lúa lép nuốt bảy giá lúa chắc. Pharaoh bèn thức giấc và nầy thành ra một điềm chim bao. Sáng mai, tâm thần người bất định, truyền đòi các pháp sư và các tay bác sĩ xứ Ai Cập đến thuật lại điềm chim bao mình cho họ nghe. Nhưng chẳng có ai bàn được điềm chim bao đó cho vua hết. Quan tiểu chánh bèn tâu cùng Pharaoh rằng: Bây giờ tôi nhớ đến lỗi của tôi. Ngày trước bệ hạ nổi giận cùng quần thần, có cầm ngục quan thượng thiện và tôi nơi dinh quan thị vệ. Trong lúc đó, cùng một đêm kia, chúng tôi có thấy điềm chim bao. Chim bao mỗi người đều có ý nghĩa riêng rõ ràng. Tại đó cùng chung ngục có một người Hebrew còn trẻ, kẻ gia đình của quan thị vệ. Chúng tôi thuật lại cho chàng nghe điềm chim bao của mình. Chàng bàn rõ ra cho ai mỗi chim bao nấy. Rồi ra công việc xảy đến y như lời chàng bàn. Bệ hạ phục chức tôi lại và xử treo quan kia. Pharaoh bèn sai đi đòi Joseph. Họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo sống, rồi vào chầu Pharaoh. Pharaoh phán cùng Joseph rằng: Trẫm có thấy một điềm chim bao mà chẳng ai bàn ra. Vậy trẫm nghe rằng khi người ta thuật điềm chim bao lại cho thì ngươi bàn được. Joseph tâu rằng: Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. Pharaoh phán rằng: Này, trong điềm chim bao, trẫm đang đứng bên bờ sông. Này đâu, bảy con bò mập và tốt dưới sông đi lên đến ăn cỏ trong bưng. Rồi bảy con bò khác xấu dạng gầy guộc đi theo lên sau. Thật, trẫm chẳng thấy trong xứ Ai Cập này có bò xấu dạng như vậy bao giờ. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc đó nuốt bảy con bò mập tốt trước kia nuốt vào bụng mà dường như không có nuốt vì các con bò đó vẫn xấu dạng như xưa. Trẫm bèn thức giấc, rồi lại thấy điềm chim bao khác là bảy giá lúa chắc tốt tươi mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó, bảy giá lúa khác khô, lép, bị gió đông thổi háp, mọc theo bảy giá lúa kia, và bảy giá lúa lép đó lại nuốt bảy giá lúa chắc. Trẫm đã thuật điềm chim bao này cho các pháp sư, nhưng không ai giải nghĩa ra được. Joseph tâu cùng Pharaoh rằng: Hai điềm chim bao của bệ hạ thấy đó đồng một nghĩa mà thôi. Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. Bảy con bò mập tốt đó tức là 7 năm. Bảy giá lúa chắc đó cũng là 7 năm. Ấy chỉ đồng một điềm chim bao vậy. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc lên theo sau bảy con bò kia tức là 7 năm. Và bảy giá lúa lép bị gió đông thổi háp đó tức là 7 năm đói kém. Ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi. Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. Này, trong khắp xứ Ai Cập sẽ có 7 năm được mùa dư dật, nhưng 7 năm đó lại liền tiếp 7 năm đói kém. Dân bản xứ đều sẽ quên sự dư dật đó, và ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn. Và vì sự đói kém liên tiếp này lớn quá, nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa. Nếu điềm chim bao đến 2 lần cho bệ hạ, ấy bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Bây giờ, bệ hạ khá chọn một người thông minh trí huệ, lập người lên làm đầu trong xứ Ai Cập, cùng lập các ủy viên trong xứ, để góp một phần năm của số thâu vào trong 7 năm được mùa dư dật đó. Họ hãy thâu góp hết thảy mùa màng trong 7 năm được mùa dư dật sẽ đến sau này, cùng thâu nhập lúa mì sẵn dành cho Pharaoh dùng làm lương để dành trong các thành, và họ hãy giữ gìn lấy. Các lương thực này phải để dành cho 7 năm đói kém sẽ đến trong xứ Ai Cập, hầu cho xứ này khỏi bị diệt bởi sự đói kém đó. Các lời này đẹp ý Pharaoh và quần thần. Pharaoh phán cùng quần thần rằng: Chúng ta há dễ tìm một người như người này, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Pharaoh phán cùng Joseph rằng: Vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. Vậy ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm, hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi.
Pharaoh lại phán cùng Joseph rằng: Hãy xem, trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Ai Cập. Vua liền cởi chiếc nhẫn trong tay mình đeo vào tay Joseph, truyền mặc áo vải gai mịn và đeo vòng vàng vào cổ người, rồi truyền cho lên ngồi xe sau xe vua. Có người đi trước hô rằng: Hãy quỳ xuống. Ấy Joseph được lập lên cầm quyền cả xứ Ai Cập là vậy. Pharaoh lại phán cùng Joseph: Ta là Pharaoh, nhưng nếu chẳng có ngươi thì trong cả xứ Ai Cập không có ai giơ tay đưa chân lên được. Pharaoh đặt tên Joseph là Saphnath-Phaneah, đưa nàng Asnath, con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành Ôn, cho người làm vợ. Người thường tuần hành trong xứ Ai Cập. Và khi Joseph ra mắt Pharaoh vua Ai Cập thì người đã 30 tuổi. Vậy người từ tả Pharaoh mà đi tuần khắp xứ Ai Cập. Trong 7 năm được mùa dư dật, đất sinh sản ra đầy dẫy. Joseph bèn thâu góp hết thảy lương thực của 7 năm đó trong xứ Ai Cập và chứa lương thực này khắp các thành. Trong mỗi thành đều dành chứa hoa lợi của các ruộng ở chung quanh thành đó. Vậy Joseph thâu góp lúa mì rất nhiều, như cát nơi bờ biển, cho đến đổi người ta đếm không được vì đầy dẫy vô số. Trước khi đến năm đói kém thì Asnath, con gái Phô-ti-phê-ra thầy cả thành Ôn, sinh cho Joseph 2 con trai. Joseph đặt tên đứa đầu lòng là Manasse vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ephraim vì nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. 7 năm được mùa dư dật trong xứ Ai Cập bèn qua thì 7 năm đói kém khởi đến y như lời Joseph đã bàn trước. Khắp các xứ khác cũng đều bị đói, nhưng trong cả xứ Ai Cập lại có bánh. Đoạn cả xứ Ai Cập đều bị đói, dân chúng đến kêu cầu Pharaoh xin lương. Pharaoh phán cùng bản dân rằng: Hãy đi đến Joseph rồi làm theo lời người sẽ chỉ bảo cho. Khi khắp xứ bị đói kém thì Joseph mở mọi kho lúa mà bán cho dân Ai Cập. Xứ càng đói nhiều nữa, và vì khắp thế gian đều bị đói quá nên đâu đâu cũng đổ đến Ai Cập mua lúa nơi Joseph bán. Chương 42. Jacob thấy xứ Ai Cập có lúa bán ra, bèn nói cùng các con trai mình rằng: Sao bay ngơ ngẩn nhìn nhau vậy? Lại rằng: Này, cha nghe dưới xứ Ai Cập có lúa bán, bay hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết chứ. 10 người anh của Joseph bèn xuống Ai Cập đặng mua lúa. Nhưng Jacob không cho Benjamin em Joseph đi cùng các anh, vì nghĩ rằng: Ta nên giữ chừng, kẻo xảy ra đều rủi ro cho nó. Xứ Canaan bây giờ cũng đói, nên các con trai của Israel cũng đổ xuống Ai Cập mua lúa như các người khác. Và lúc này chính Joseph cai trị trong nước và bán lúa cho cả dân bản xứ. Các anh Joseph bèn đến sấp mình xuống trước mặt người. Joseph thấy nhìn biết các anh mình, nhưng giả làm mặt lạ cùng họ, nói một cách sẵn rằng: Các ngươi ở đâu đến? Đáp rằng: Ở xứ Canaan đến đặng mua lúa. Vậy Joseph nhìn biết các anh mình, nhưng họ nhìn lại chẳng ra. Joseph nhớ lại điềm chiêm bao mình đã thấy về anh em mình, liền thét rằng: Các ngươi là thám tử, đến đây đặng dòm hành những nơi yếu ớt của xứ ta. Đáp rằng: Thưa Chúa, chẳng phải vậy. Các tôi tới Chúa đến đặng mua lúa mà thôi. Chúng tôi đây đều là con một cha vốn nhà lương thiện, chẳng phải là thám tử đâu. Người đáp lại rằng: Chẳng phải, các người đến đặng dòm hành những nơi yếu ớt của xứ này. Đáp rằng: Kẻ tôi tới Chúa có 12 anh em, con của một cha, nguyên xứ Canaan. Này, một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ hãy ở lại nhà cùng cha chúng tôi. Joseph nói: Ấy, quả thật như ta đã nói, các ngươi là thám tử. Đây là điều ta thử các ngươi. Ta chỉ mạng Pharaoh mà thề rằng, hễ em út các ngươi không đến đây thì chẳng bao giờ các ngươi ra khỏi chốn này được.
hãy sai một người nào trong bọn các ngươi về dẫn em út xuống, còn bao nhiêu thì phải ở tù lại đây. Lời các ngươi phải thử đã, rồi ta sẽ biết các ngươi nói đó có quả thật chăng. Nếu chẳng thật, thì ta chỉ mạng Pharaoh thề rằng các ngươi là thám tử đó. Đoạn Joseph truyền đem giam họ chung trong ngục 3 ngày. Ngày thứ 3, Joseph nói cùng họ rằng: ta kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm như điều này thì được sống. Nếu các ngươi vốn nhà lương thiện, thì hãy để một người nào ở tù lại đây, còn bao nhiêu đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Đoạn hãy dẫn em út xuống đây, thì lời các ngươi sẽ cho là thật, và các ngươi chẳng phải chết. Vậy họ nghe theo. Họ bèn nói với nhau rằng: quả thật, chúng ta cam tội cùng em ta rồi, vì lúc trước ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn, nhưng ta không khứng cho, vậy nên tai vạ này mới xảy đến cho chúng ta. Ruben đáp rằng: anh há không có nói cùng các em rằng chớ phạm tội này cùng đứa trẻ đó sao? Nhưng các em không nghe, nên bây giờ huyết nó đòi chúng ta thường lại. Vả Joseph vẫn dùng người thông ngôn nói chuyện lại cùng các anh, nên họ tưởng Joseph chẳng nghe hiểu. Joseph xây mặt qua chỗ khác mà khóc. Đoạn xây mặt lại nói chuyện cùng họ, bèn bắt Simeon trong vòng anh em truyền trói lại trước mặt họ. Joseph truyền đầy tớ xúc lúa đổ đầy bao và để bạc lại trong đó cho mỗi người anh em, cũng để thêm lương thực dùng dọc đường. Đầy tớ làm y như lời. Đoạn anh em chất mấy bao lúa lên lưng lừa rồi đi. Đến quán, một người trong bọn mở bao ra cho lừa ăn thóc, thấy bạc mình ở tại miệng bao, bèn nói cùng anh em rằng: bạc của tôi trả lại hiện trong bao tôi đây. Các anh em nhát gan, vừa nói với nhau vừa run mà rằng: Đức Chúa Trời đã làm chi cho chúng ta đây? Các anh em trở về cùng Gia-cốp cha mình tại xứ Ca-na-an, thuật lại cho người nghe mọi nỗi đã xảy đến rằng: người đang làm chúa tại xứ Ai-cập-tô nói với chúng tôi cách sẵn sớm, cho chúng tôi là thám tử. Song chúng tôi có thưa cùng người rằng: chúng tôi vốn nhà lương thiện, nào có phải là thám tử đâu. Chúng tôi được 12 anh em con một cha, một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ ở nhà cùng cha tại xứ Ca-na-an. Người làm chúa xứ đó dạy rằng: làm như vậy ta mới cho các ngươi là lương thiện. Hãy để lại cùng ta một người nào trong bọn các ngươi, còn bao nhiêu sẽ đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Đoạn hãy dẫn em út đến cho ta, vậy ta mới biết rằng các ngươi chẳng phải là thám tử, nhưng là người lương thiện. Ta sẽ giao em lại cho, và các ngươi sẽ được buôn bán trong xứ này. Vả đang khi các anh em trút lúa mì ra bao, này đâu trong mỗi bao có gói bạc của mỗi người. Cha và các anh em thấy những gói bạc mình đều lấy làm sợ hãi. Gia-cốp cha họ bèn nói rằng: bay là mất các con tao. Joseph đã mất biệt, Simeon cũng mất biệt, mà bây giờ lại muốn dẫn Benjamin đi nữa sao? Các nông nổi này đều đổ lại cho tao hết. Ruben thưa lại cùng cha rằng: cha hãy giao em nơi tôi sẽ dẫn về cho. Ví bằng chẳng dẫn em về, thì cha hãy giết hai đứa con trai tôi đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng: con út tao sẽ chẳng đi xuống với bay đâu, vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn một mình nó mà thôi. Nếu điều rủi ro chi xảy đến cho nó nơi dọc đường bay đi, tất nhiên bay làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như.
ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.